Lewandowski ghi cú đúp, Barca thắng đậm Elche. Robert Lewandowski ghi cú đúp giúp Barca giành chiến thắng 3-0 trước Elche ở cuộc so tài tại vòng 6 La Liga 2022-2023. Trận đấu sớm vòng 6 La Liga 2022-2023, Barca được chơi trên sân nhà trước Elche. Với lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ chất lượng hơn hẳn, Barca được dự đoán sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm. Thực tế trên sân cho thấy, Barca đã thi đấu áp đảo và dồn ép Elche tới nghẹt thở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 14, Elche chỉ còn chơi với 10 người trên sân khi Gonzalo Verdú phạm lỗi với Lewandowski ở tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Do phải chơi thiếu người trước Barca nên Elche đã không thể trụ vững. Phút 34, Alejandro bao lưới đường kiến tạo để Lewandowski ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 41, Alejandro bao tiếp tục có đường chuyền để đẹp bay nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Dẫn 2-0 trong hiệp 1 và lại được chơi hơn người nên ở hiệp 2, Barca thi đấu rất thong dong nhưng vẫn tạo được nhiều cơ hội ăn bàn. Phút 48, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa, Lewandowski dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 3-0. Ở khoảng thời gian sau đó, huấn luyện viên Xavi đã rút Lewandowski và các trụ cột ra sân, nhưng Barca vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận. Dù có một số cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút của đội chủ nhà lại không tận dụng thành công. Kết quả chung cuộc, Barca giành chiến thắng 3-0 trước Elche để dẫn đầu bảng xếp hạng với 16 điểm trên bảng xếp hạng hơn Real Madrid, đội đứng sau một điểm. Nhưng đã hơn kền kền trắng một trận. Trong khi đó, Elche đứng vị trí cuối cùng với một điểm.